Thưa quý vị, liên quan vụ đổ xăng châm lửa đốt bên trong một tiệm game mà báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 7 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã mời người đàn ông 28 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức lên làm việc. Bước đầu, người này khai đến chơi game ở tiệm Internet thuộc phường Hiệp Bình Chánh và bị hack tài khoản game. Cho rằng người trong tiệm game gây ra, người đàn ông này đem xăng đến tiệm game đổ, sau đó châm lửa đốt. Trước đó, theo camera an ninh và chủ tiệm game là người phụ nữ 33 tuổi cho biết, đầu giờ chiều 3 tháng 5, người nam ngoài 25 tuổi chạy xe máy đến dừng trước tiệm game của chị trên đường B thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Người này mang theo can nhựa loại 3 lít, bên trong có chứa xăng, cầm đi vào trong tiệm, lớn tiếng quát tháo. Sau đó, người nam mở nắp can nhựa, đổ xăng ra sàn nhà. Chủ tiệm game đang ngồi bên trong phát hiện sự việc, đi ra định ngăn cản, thì người này châm lửa đốt. Thời điểm người này châm lửa đốt, bên trong tiệm game có cả người lớn, trẻ nhỏ và nhiều khách đang chơi game, nhiều xe máy dựng bên trong. May mắn đám cháy được dập tắt kịp. Tuy nhiên, vụ cháy khiến chị chủ quán game bị bỏng ở chân. Thưa quý vị, hiện tại Công an thành phố Thủ Đức đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc này. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào, kính mời quý vị bình luận bên dưới video này.